1m3 nha vị ha, 1m3 ha, 1m3 đến 1m5 lận. Chiếc này đẹp lắm nha vị ha. Chiếc này có mã hiệu là OW229S ha. Chiếc này đang giảm giá rất là mạnh luôn cho quý vị anh chị em. Mình chủ yếu mình quay cho quý vị chúng em xem tham khảo nha quý vị ha. Quý vị anh chị em thích đó, thì nhắn tin cho mình ha, qua mua bán game miền Tây ha, gmail.com ha. Tất cả những cái dòng này mình quay tại nước Úc ha, chưa bao gồm thuế nhập khẩu và phí vận chuyển ha. Thuế nhập khẩu và phí vận chuyển mình có ghi trong phần mô tả nha. Mình chủ yếu mình đang báo giá cho quý vị xem. Chiếc này đẹp lắm nha quý vị ha. Chiếc này giống dạng loại dạng du thuyền mini ha. Loại dạng du thuyền mini ha. Đó, chiếc này còn mới lắm. Chiếc này đời năm 2019 nha quý vị ha. Đời 2019 nha quý vị ha. Chiếc này bằng composite nha. Chiếc là dạng loại dạng du thuyền mini ha. Chiếc này xài động cơ Honda ha. 4 thì nha quý vị ha. Honda 4 thì. Bề ngang nó hơn 2m nha quý vị ha, và 175 mã lực nha quý vị ha. Chào quý vị anh em thân mến, hôm nay khách nó ký gửi những cái dòng cano bên mình mới về nha. Mình đang quay tại nước Úc ha. Chiếc này đang giảm giá nha quý vị ha, đang giảm giá rất nhiều cho quý vị không. Chiếc này đang nói chung là chiếc này rất là đẹp lắm. Chiếc này có cái mỏ dịch ha. Chiếc này trong mỏ dịch, chiếc này có tâm hạ là khoảng 1m3 nha quý vị ha. 1m3 ha, 1m3 đến 1m5 lận. Chiếc này đẹp lắm nha quý vị ha. Chiếc này có mã hiệu là OW229S ha. Chiếc này đang giảm giá rất là mạnh luôn cho quý vị anh chị em. Mình chủ yếu mình quay cho quý vị chúng em xem tham khảo nha quý vị ha. Quý vị anh chị em thích đó, thì nhắn tin cho mình ha, qua mua bán game miền Tây ha, gmail.com ha. Tất cả những cái dòng này mình quay tại nước Úc ha, chưa bao gồm thuế nhập khẩu và phí vận chuyển ha. Thuế nhập khẩu và phí vận chuyển mình có ghi trong phần mô tả nha. Mình chủ yếu mình đang báo giá cho quý vị xem. Chiếc này đẹp lắm nha quý vị ha. Chiếc này giống dạng loại dạng du thuyền mini ha. Loại dạng du thuyền mini ha. Đó, chiếc này còn mới lắm. Chiếc này đời năm 2019 nha quý vị ha, đời 2019 nha quý vị ha. Chiếc này bằng composite nha, chiếc là dạng loại dạng du thuyền mini ha. Chiếc này xài động cơ Honda ha, 4 thì nha quý vị ha, Honda 4 thì. Bề ngang nó hơn 2m nha quý vị ha, và 175 mã lực nha quý vị ha. Có phòng nghỉ ngơi ha, nói chung có phòng nghỉ ngơi, nói chung là rất là đẹp luôn. Nói chung là chiếc này đang giảm giá tới 8.000 đô la Úc nha quý vị ha. Chiếc này ta là 85 ha, 8 này 87.000 á. 88.000 cho xin lỗi. 88.000 giảm 8.000 còn có 80.000 đồ Úc này ha. Đây là bảng giá của nó đây ha. Bảng giá này 80.000. À, bảng giá này ha, 80.000 đồ Úc ha. À, giảm gần 8.000 đồ Úc nha vậy. Ha, bên trong có phòng nghỉ ngơi vậy ha. Bên trong có phòng nghỉ ngơi rất đẹp luôn. Nói chung chiếc này đẹp lắm, chiếc này còn mới năm đời năm 2000 ha như vậy ha, đời năm 2020 như vậy ha, đời năm 2020. Động cơ Honda ha quý vị ha, Honda 175 mã lực. 4 thì mới đi được 65 giờ thôi quý vị ha, 65 giờ thôi. 65 giờ rất là đẹp luôn quý vị ha. Còn mới tinh luôn. Ở bên trong của nó này. Rất là đẹp ha. Bên trong này mình được 8 đến 10 người nha. Có phòng nghỉ ngơi ha, bên trong có phòng nghỉ ngơi ha. Bên trong có phòng nghỉ ngơi đó. Bên trong có phòng nghỉ ngơi cửa lùa đó quý vị ha. 80.000 đô la Úc nha quý vị ha. 87.000 còn giảm 7.000 ha, có để đầy đủ tiện nghi ha. Nói chung là khoảng 1 tỷ hơn 1 tỷ 1 tỷ 2 còn tùy theo cái tỷ giá đô la ha. Chung chiếc này đẹp lắm, nó đẹp. Chiếc này đi khoảng 8 đến 10 người quý ha. 8 đến 10 người, đẹp lắm nha quý ha. Còn composite nha, đời năm 2020 nha quý ha, đời năm 2020. Rất là đẹp luôn. Chiếc này là dạng kiểu giống như dạng du thuyền mini ha, dạng du thuyền mini. Đó, tùy theo cái sở thích của mọi người thôi. Tùy theo cái sở thích và tùy theo cái túi tiền mọi người mình chủ yếu quay báo giá cho quý vị chú ý xem tham khảo giá thôi. Tất cả những cái dòng này là quý vị anh chị em mua về là chỉ đổ xăng mà chạy thôi, không cần phải sửa chữa bất cứ một cái gì nha. Những cái dòng của bên mình nó là mua về là đổ xăng chạy thôi, không cần phải sửa chữa bất cứ cái gì đó. Cái này khách hàng đăng ký gửi cho nên khách hàng đăng ký gửi thì đến cuối tháng nha đó. Chiếc này là bán thì đến cuối tháng đang giảm giá cho nên là chỉ còn có 80.000 đô la Úc, là 87.000 chỉ còn có 80.000 thôi. Chiếc này bề dài nó là 6m rưỡi nha quý ha, sắp được bề ngang hơn 2m và tâm hạ nó hơn một tâm hạ là khoảng 1m6 nha quý ha. Chiếc này đẹp lắm, chiếc này đẹp cực kỳ. Chiếc này anh chị em là có điều kiện để chơi chiếc này nha. Nói chung tiền nào của đó nha quý ha, loại giá nào cũng có, giá nào cũng có, tiền nào của đó thôi, tùy theo cái tiền của mọi người ha. Nói chung thì mình chú ý mình quay cho quý vị chú ý xem tham khảo giá thôi.
Thử xem tham khảo giá của anh quý vị, anh chị thích thì nhắn tin cho mình ha. Chiếc này là 80.000 là luôn luôn xe kéo nha quý ha, là luôn xe kéo, là họ đang giảm giá luôn á, là luôn xe kéo đó nha. Nếu mà chiếc này á, là lấy còn xe kéo không á, là hơn 5.000 nha quý ha, hơn 5.000 á, là 5.000 là 87.000, coi như 99, hơn 90.000 á. Mà nói chung là họ giảm rất nhiều luôn, là họ đang giảm rất nhiều, còn có 80.000 thôi đó, 80.000 thôi nha quý ha, còn có 80.000 đô la Úc thôi. Rất là đẹp nha, chính là loại dạng du thuyền mini nha quý ha, dạng du thuyền mini đó, du thuyền mini rất đẹp luôn. Quý vị anh chị em nào có điều kiện, anh chị em nào có điều kiện chút xíu là chơi chiếc này, chiếc này đi về Việt Nam mình là hết sảy nha quý vị, rất là đẹp nha, đẹp lắm, chiếc này đẹp lắm, đẹp cực kỳ luôn, đẹp lắm. Chiếc này đẹp lắm, chiếc này bên trong nó cũng có toilet đầy đủ ha, toilet mở ha, phòng toilet mở và có đầy đủ tiện nghi ha, combo có đầy đủ tiện nghi hết, đẹp lắm, rất đẹp luôn đó. Nói chung là tiền nào của đó ha, nói chung giá nào cũng có, nói chung tiền nào của đó mình thấy, nói chung chiếc nào đẹp thì mình nói đẹp ha, chiếc nào xấu mình nói xấu, có đầy đủ tiện nghi nha, combo máy định vị, có máy loa ha, có bốn loa ha, có bốn cái loa, nói chung là đầy đủ, chiếc này đáng lắm, đáng đồng tiền nha quý vị ha. Rồi chiếc nằm sẽ lại, chiếc này có chiều dài là 6,5 m nha quý vị ha, 6,5 m, và động cơ Honda 100 Honda 70 175 mã lực 4 thì nha quý vị ha, bề ngang hơn 2 m ha. À, có giá trị là 80.000 đô la Úc nha quý vị ha, 80.000 đô la Úc. Đang giảm hơn 10.000 đô la Úc lần nha quý vị ha. Đó, giảm hơn 12.000 đô la Úc lần. Xe kéo lại luôn cái này nè. Là 192.000 á, 92.000 mà còn giờ còn 80.000 đô la Úc nha quý vị ha. Đó, giá rất là ok nha quý vị ha. Đó, quý vị anh chị em là sở hữu nhanh tay nha. Đó. Chiếc này nếu mà nhập khẩu về Việt Nam khoảng mắc hơn 200 triệu nha quý vị ha, hơn 200 triệu. Mình khoảng chừng như đó thôi nha, khoảng tiền nhập khẩu á. Đại khái mình nói đại khái cho báo giá cho quý vị chú ý xem tham khảo thôi ha. Đó, nói chung là tùy theo cái điều kiện của mọi người ha. Chiếc này đẹp lắm. Đó, chiếc này mà anh chị em là đi chơi sảy nha. Rồi, sau đó mình xin kết thúc video tại đây nha. Chúc các bạn và gia đình vui vẻ và nhiều hạnh phúc ha. Quý vị anh chị em nhớ đăng ký ha, và bấm cái chuông, bấm like ha, bấm share video của mình cho tất cả anh chị em. Và bên mình cũng nhận mua bán cano ký gửi ha. Quý vị anh chị em nào có thích có chiếc cano, có ghe tàu muốn bán á, cứ quay qua gửi qua điện thoại nằm ngang gửi qua cho mình ha, qua mua bán game miền Tây ha, hoặc là Zalo hoặc là Viber ha. Chiếc này đẹp lắm, mình sẽ đăng bán hoàn toàn miễn phí cho quý vị anh chị em. Chiếc này đẹp lắm nha quý vị ha. Rồi mình đi một vòng sau đó mình xin kết thúc video tại đây ha. Cảm ơn quý vị trong thời gian qua đã xem video ha, chúc các bạn và gia đình vui vẻ và nhiều hạnh phúc ha. Chiếc này đẹp lắm nha quý vị ha. Ở đây thì nó hơi ồn nha quý vị ha, rồi mình đang ở ngoài đường, ghe cano đậu ngoài đường cho nên là nó hơi ồn một xíu, quý vị anh chị em thông cảm ha. Rồi cano dài đắt nhưng mà mình không có thời gian để quay nha quý vị ha. Rồi mình xin kết thúc video đây, chúc các bạn vui vẻ và nhiều hạnh phúc ha. Anh chào video, hẹn video kế tiếp ha, rất là đẹp luôn.